Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn năm 2021-2025. Chiều ngày 13 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú và xã Phú Hội phối hợp tổ chức lễ bàn giao mái ấm biên cương cho chị Phạm Thị Lộc, ngụ ấp Phú Trung, là hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng đi với đoàn có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện huyện Phú, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Mái ấm biên cương bàn giao cho chị Phạm Thị Lộc có diện tích 40m², chi phí xây dựng 105 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hội vận động hỗ trợ 5 triệu đồng và giới thiệu phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội của Phú cho vay 20 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Cùng ngày, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Bạc Liêu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học giỏi trong năm học 2023-2024 xã Phú Hội. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 20 suất học bổng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang vận động Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh An Giang tài trợ 30 suất.